Rồi anh Bảo ơi, mở em xe anh Bảo. Tại xe lạ, không có biết mở. Rồi Tân khách phụ đây nè anh Tân. Anh Bi có Bi thích hoa lắm, cho Bi xách hoa đi. Từ từ. Đây nhẹ. Ồ, rồi. Nhẹ, rồi. Đó. Đẹp không? Đây. Ok. Đó, giữ đúng lời hứa ha. Hôm bữa ba cứ điện thoại riết là hỏi có lịch không, mang về để nhà có xài chứ. Mỗi năm là bà nội cho lịch không, mà năm nay bà nội không có lịch luôn. Rồi ra ngày qua về uống mới mua cái lịch thì xong nè. 200 ngàn lịch nhà. Hôm nay thì về trước một ngày để chuẩn bị lau dọn, quét chùi bàn thờ đồ. Với lại uống có mua một cái ngôi nhà mới cho mẹ, với một cái nhà cho anh hai. Đó, anh hai là hồi đó mất lúc mẹ nó sanh ra có 3 ngày không bú nữa mất luôn hả, thì hôm nay sẵn mua cho anh hai cái nhà nhỏ, mẹ cái nhà lớn. Mỗi năm thì uống mua cho mẹ cái nhà, nay đúng được 3 năm rồi, mỗi năm mỗi cái nhà đó. Bây giờ uống giờ vô trong mi phụ dọn dẹp nè. Hôm nay có anh Bubby rồi về, với lại anh Bảo rồi về phụ nè. Đây là hoa này u ghé Đà Lạt mua nè, chậu này 70 hay 80 gì đó. Tại mẹ thương là mẹ thích bông hoa cúc lắm, bông hoa cúc vàng á, uống hay xài cho mẹ nên mua hai chậu cho mẹ luôn. Ở đây thì nó có bán cái chậu mũ cho mình nè, mình bỏ cái này cho đẹp ha. Đó, vậy nè, với lại mình tưới nước á, nó không có bị đổ ra ngoài, nó không có dơ. Đúng không? Này đó. Vậy không? Gọn gàng nữa các bạn. Đó, rồi, giờ mình đem vô chỗ bàn thờ mẹ đi cho dễ. Thank you.
Và kính thưa quý vị, và từ sáng giờ thì lúc 8 giờ thì Ú cùng với anh Bi, anh Bảo và anh Tân với lại Vinh cũng về nhà để phụ với gia đình dọn dẹp, trang trí xong hết rồi. Thì ngày hôm nay em cũng xin cảm ơn anh Bi rất là nhiều, cũng về hỗ trợ cho em về phụ lặt vặt này, anh cũng như anh Bảo, anh Tân là phụ hết tất cả mọi thứ để chuẩn bị xong hoàn tất. Bây giờ là cũng 12 rưỡi trưa rồi. Đó, và cũng cảm ơn anh Bi rất nhiều, cũng có một món quà rồi cũng gửi mẹ dịp ngày giỗ. Đó, thì hôm nay thì cũng rất là vui, năm nào cũng đúng cái ngày mùng 2 tháng 12 thì Ú cũng về để làm giỗ mẹ, thì cũng tròn trĩnh. Nói chung là không có gì lớn nhưng mà Ú cũng tròn trĩnh hết từ cái tấm lòng của mình để mua đồ cúng cho mẹ. Nhưng đợt này thì Ú có mua nè, ví dụ như có quạt nè và xe đạp, như mẹ thì mẹ không có đi xe Honda được mua xe đạp nè, có dù, nón lá, dép, áo quần. Nói chung bà ba là những cái màu sắc mà mẹ Ú thích, Ú mua từ xưa giờ lúc mà mẹ còn sống cũng vậy, là ngay cả những cái đôi dép, đôi guốc mẹ đi đám cưới Ú cũng tự mua và tự nhắm cái chân á, đo luôn, mua về lại mẹ vừa y vậy, không bao giờ dư sai. Nó rồi hôm nay cũng mua đầm, mua cho có một cái đầm à, mua bà ba là chính, bà ba là mua nhiều áo dài, Ú mua con cái thôi, mua hai cái nón lá và nhà nè. Dù như này như là cái giá võng này để nằm nghỉ buổi trưa ha. Nhưng mà nó nè, mua xe đạp nè, rồi mua cái quạt máy nè, mua bình thủy, mua giỏ sách, nói chung đầy đủ hết tiện nghi, mua cho mẹ ngôi nhà đó thì cũng vui lắm. Cũng cúng rồi khang, cũng trang trí, cũng khang trang sạch đẹp để ngày mai thì cũng đám. Nhưng mà ngày mai thì đám thì bên nhà ba cũng đặt cho nó gọn, tại vì nhà không có người làm, rồi bài ra nấu nướng tùm lum, mình không có dụng cụ nồi niêu chén bát mình đủ thứ nè, thành thử thôi đặt cho nó gọn nó. Thì giờ xong rồi, giờ Ú đi về Bình Dương lại để chuẩn bị bán chè đồ, rồi bắt đầu ngày mai thì quán nghỉ một ngày để buổi sáng cho nhân viên với lại bạn bè, chỉ có mấy người thôi, Ú mời về quê chơi với lại bà con cô bác. Nói sớm thì nãy giờ ba đi mời rồi, thôi giờ thì xong rồi Ú cũng về Bình Dương. Và tí xíu nữa mọi người sẽ thấy được cảnh ngày mai quay mọi người đến dùng tiệc nha. Về nãy giờ Ú cúng mẹ xong hết rồi, cúng ông bà đất đai rồi, chiến sĩ rồi, củ quyền xong hết rồi. Giờ chờ nhang tàn, hiện giờ bà mới chở bà nội xuống đây. Bà nội đây, bà nội nay là 81 rồi. Bà nội đó, chở bà nội xuống đây. Đây là bé này, Vi, con chú Út này đó ha. Thấy giống nhau, anh em nhớ giống nhau, mập mập không ha. Đây là chú Sáu, đây ra chú Sáu. Còn ba đây, ba thứ năm xong rồi tới chú Sáu đó. Này gia đình đang mập mập không, mà còn cô hai rồi nữa, mà cô hai chưa xuống. Út nữa Vi trốn nó mất tiêu. Vi ngồi kia kìa, nó nhỏ em gái chắc cũng cỡ 100 kg.
Đây là chị Phương, đây là người bỏ thịt heo, luôn luôn giúp đỡ em Út từ ngày thành lập khai sơ quán tới giờ nè. Đó, đây là bạn Lĩnh đây ha, đây là anh Bi đó, Út Bi cũng biết nhiều nè. Đó, đợt Tết này tính mượn 100 để gia vốn mà ăn mà không biết sao nữa. Đây là không có, đây là cô bán vé số là cô ủa quên mình đâu quên cô Nghệ An phải không? Nghệ An đúng rồi đó, cô bán vé số đó thân thiết với quán luôn nha, dễ thương lắm. Thấy thương này một vài nhân viên của anh em là ưu tú không mà đó. Đặc biệt là đúng rồi, đặc biệt chưa có người yêu hết nha. Đó. Đó đâu. Quen vòng đại đi Vinh. Giờ ngồi hôm nay ba làm có năm mâm mà Út ơi vô đây Út đã gì Út vô đây coi nữa mắc cỡ lên hình như mắc cỡ nữa vô đây ngồi cô ba ơi dì ba ơi lên đầu lẹ lên áo dài lẹ nha